Sau 7 năm chia xa, tuyển thủ thể thao tennis Trình Cao Thành về vang trở về với nhiều danh hiệu quốc tế. Tại buổi phỏng vấn, anh không ngờ gặp lại bạn gái cũ Trình Giao. Ngày còn đi học, cô chỉ là một nữ sinh bình thường, còn anh lại là một người đi đến đâu cũng có thể hấp dẫn tầm mắt và sự chú ý của người khác. Bây giờ, cô và anh gặp lại khi cả hai đều đã trưởng thành. Những hiểu lầm khiến hai người chia tay năm đó dần dần được hé lộ. Liệu sau 7 năm gặp lại, tình yêu của hai người bạn họ có thể quay lại như trước hay không? Câu chuyện tình yêu cương vỡ lại lành thú vị này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe chọn bộ truyện ngôn tình hấp dẫn này trên kênh Youtube Top Chuyện Hay qua giọng đọc của MC Lan Chi. Dân mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn vào đăng ký kênh để tìm chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện nhé. Lúc Giai Kỳ đang gọi điện thoại tới thì Trình Giao đang đi dạo triển lãm. Cô nhận máy, đầu bên kia ngay cả câu chào hỏi cũng không có thì đã nói vào chuyện chính luôn. Giao Giao, thay mình đi tham gia buổi họp báo lúc 3 giờ nhé. Viêm ruột thừa của mình lại tái phát, phải đi truyền dịch rồi. À, mà lúc phỏng vấn, thuận tiện hẹn thêm giúp mình một bìa tạp chí giáo dục đặc biệt, có được không? Kỳ trước muốn tìm anh ta làm mặt bìa, gửi email qua thì hai giây đã từ chối rồi. Thôi chết rồi tiêu rồi Điện thoại của mình sắp hết pin rồi Câu ai mà tên tuổi lớn như vậy Bên miệng trình giao còn chưa kịp hỏi Thì bên kia đã tắt máy Cô lắc đầu cầm máy ảnh hưởng lên phía trên sân khấu Nơi có nhóm hầu gái chân dài eo thon Tùy tiện tách tách vài cái Cầm túi sách lên rồi rời đi Hôm nay là cuối tuần Trình giao bắt taxi đi ra không bao lâu Đã bị kẹt trên cầu vượt Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào Chiếu đến mức người ta không mở mắt được ngưng đầu nhìn qua chỉ có mặt sau của tòa nhà không ngừng phát ra quảng cáo rõ ràng trên màn hình lcd lặp đi lặp lại cùng một đoạn video cuối cùng dừng lại ở một con chó lông vàng xinh đẹp quen thuộc từ trung tâm triển lãm quốc tế đến khách sạn new world cũng chỉ cách đó nửa giờ nhưng đã lái xe hơn một giờ trình giao xuống xe lúc cúi người lấy đồ từ cửa sổ xe có loại cảm giác đầu váng mắt hoa lại xoay người thì nhìn thấy anh càng cảm thấy đầu óc choáng váng Trình Cao Thành, một thân trang phục màu đen giản dị, chiếc kính màu lam che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra lông mày xinh đẹp, đường cong hàm dưới cắt cao căng chặt, phẳng phất như dao gọt. Anh đứng gần như vậy, lại cao như vậy, thân hình lớn hợp lại trong nháy mắt, che khuất tất cả ánh sáng. Thời tiết rõ ràng rất ấm áp, phút chốc đột nhiên nhiệt độ giảm xuống. Trang quảng cáo vừa rồi vô cùng trùng hợp với người trước mắt. Cô nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngược lại, anh mở miệng gọi cô trước. 13. ba. Bọn họ quen biết nhau từ sớm, xa cách cũng vậy. Cô không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, thanh âm của anh vẫn có thể nhấc lên gợn sóng trong lòng mình. Cho nên phản ứng chậm chạp lại trì hoãn một giây. Thẳng đến khi anh theo thói quen nhíu mày một chút, cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Hắng giọng, lúng túng mở miệng gọi tên anh. Trình Cao Thành, Cô hắng giọng chẳng qua là bởi vì trột dạ không nghĩ tới một giây sau trong tay anh lại có thêm một chai nước đã mở nắp đưa tới tay cô. Tự nhiên năm đó cô đại diện cho đội bóng của trường tham gia thi đấu bóng rổ trong thành phố. Chỉ có anh công khai ngồi bên cạnh huấn luyện viên xem trận đấu. Mỗi một trận đấu đều không bỏ lỡ. Trong tay luôn cầm một chai nước khoáng cùng một chiếc khăn lông in hình con heo cho cô. Trình Giao theo bản năng nhìn nước khoáng trong tay anh một chút, nhưng anh lại giống như là hiểu được tâm ý của cô vậy, mở miệng nói trước cô. Tôi chưa từng uống qua đâu. Ô ô, cặp vợ chồng song trình hôn gián tiếp à? <laughs> Lúc đó tuổi còn trẻ, cô uống nhầm nước, anh đã uống qua. Cảnh tượng các bạn cùng lớp, ôn ao âm âm đến gần, dường như vẫn còn ở bên tay. Nhưng cô không nghĩ tới, quay đi quay lại, trở về điểm xuất phát đều là chuyện quá khứ. Cô dừng một giây, nhận lấy chai nước khoáng từ trong tay anh. Anh nắm chặt, cô cầm mà hoảng loạn, càng làm càng say, rốt cuộc không thể tránh được đầu ngón tay anh. Trong nháy mắt chạm vào, cô chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như là có một dòng điện chạy qua. Vành tay cô đỏ bừng, cầm lấy chai, không để ý đến dáng vẻ, mà cứ ứng ực uống vài ngụm nước trước mặt anh. Cảm giác nóng bỏng trong lòng mới xem như tắt một chút. Trong khoảnh khắc, anh nhận chai nước khoáng từ tay cô, cô liền hỏi anh đến đây để tham dự thi đấu đại sứ thành phố à không ngờ là anh ở một tiếng sau đó hỏi một đằng thì trả lời một nẻo em khỏe không ánh mắt của anh rõ ràng che giấu ở phía sau tròng kính màu sắc rực rỡ kia lại tựa hồ như có một loại ma lực nào đó đem ngụy trang của cô hoàn toàn nhìn thấu có cái gì đó ở trong lòng chính giao âm âm sụp đổ rồi lại như từ mặt đất mọc lên trình dao nắm chặt tay thậm chí không trả lời được câu hỏi thăm đơn giản này của anh thời gian dường như đã trôi qua như một thế kỷ trước khi cô trả lời một cách khó khăn rất tốt đặc biệt tốt mà mũi cô hơi chua sót cảm xúc tích lũy thời gian dài không có chỗ phát tiết đầu ngón tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay mềm mại đây là hố lớn nhất mà giai kỳ đào cho cô bảy năm qua bên ngoài hố là bầu trời xanh và trái tim đen bên trong hố là Trình Cao Thành. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này, ấy ra, mình không thể không nói một câu, tạo hóa thật sự là không công bằng. Cậu xem, Trình Cao Thành của chúng ta đã đánh giỏi tennis thì thôi, người còn lớn lên đẹp như vậy, rõ ràng là không cho người khác con đường sống mà. Đối diện Trình Giao, Giai Kỳ nhìn ảnh chụp của nhếp ảnh ra trong hòm thư, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cô nói xong, nhìn Trình Giao không hề phản ứng, lại xoay máy tính 180 độ đối diện với ánh mắt của cô. Màn hình của 24 MacBook luôn luôn rất tốt, Trình Giao biết, nhưng điều đáng sợ là bức ảnh này quá rõ ràng, như đôi mắt kia nhìn chăm chăm vào cô vậy. Chỉ là một tấm ảnh mà thôi, cô nhìn thấy lại có chút trói mắt. Trình Giao theo bản năng nhau mắt lại, người hơi nghiêng về phía sau, đẩy máy tính ra xa. Anh gốc còn chưa có photoshop nha, cậu nói xem bọn họ chơi tennis cả ngày đều phơi nắng dưới ánh mặt trời. Trình Cao Thành làm sao còn có thể duy trì loại da không lỗ chân lông này? Nếu như anh ấy bán cuốn sách chăm sóc da, nhất định là bán chạy nhất đấy, tớ nói có đúng không sao sao? Giai Kỳ nịnh nọt hỏi. Về mặt bát quái của bạn tốt, cùng tâm sự muốn nói rõ ràng, có thể phân biệt được, Trình Giao đành phải gật đầu, lại có chút không yên lòng. Sau khi học trung học, tất cả mọi người đều gọi cô là Trình Giao, đôi lúc thì gọi là Giao Giao, chỉ có anh vẫn gọi cô là Mười Ba. Mười Ba, cậu lại trễ nữa đấy à? Theo sau mình đi, đừng có để giáo viên nhìn thấy. Mười Ba, cậu lại cùng người khác đánh nhau à? Mình có một miếng dán vết thương ở đây này. Mười Ba, học kỳ này mình dạy thêm cho cậu có được không? Cậu thấy đấy, nó rất đơn giản mà. Mười Ba, thật sự cô không biết khi đó anh có cái nhìn khác về cô khi đó cô không xinh đẹp thì thôi da thô tóc ngắn cao tính khí mạnh mẽ nhìn thấy ngoài khuôn viên trường có một tên côn đồ chặn nữ sinh xinh đẹp cùng lớp mặc kệ đối phương có bao nhiêu người cô cũng dám chen vào ở giữa Ý vào mình học qua một chút thấy côn đồ liền thay người ra mặt có tế bào thể thao là tốt nhưng các lớp học văn hóa luôn luôn là lớp đội sổ chính do biết rằng lý do để có thể vào được lớp A hoàn toàn là bởi vì năng khiếu thể thao của mình Giáo viên cần một người có thể giành được nhiều quán quân trong đại hội thể thao đến lớp A không đến mức mất mặt. Cho nên cô mới có cơ hội ngồi bên cạnh Trình Cao Thành. Sau đó, bởi vì sự chủ động của mình, các bạn trong lớp đều chấp nhận mối quan hệ của họ. Nhắc tới hai người, luôn gọi bọn họ là song trình. Kỳ thật đấy, cùng một họ, chỉ là trùng hợp, giữa bọn họ vốn không có bất kỳ liên quan gì, thậm chí, ngay cả bối cảnh thân thế cùng tính cách cũng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Cho nên, cậu có thể đi thay mình, nói xem có được hay không. Nếu thật sự có cơ hội này, chúng ta sẽ phát đạt rồi đấy. Cậu sẽ giúp mình chứ, giao giao. Đại khái khi kết thúc thi đấu, anh ấy lại đoạt được quán quân, nhất định phải mời cố nhân như cậu ăn cơm, không phải sao. Cậu chỉ cần làm người tốt, đi đến là được thôi. Giai kỳ nắm lấy cổ tay cô, dùng sức, lắc lắc hai cái. Trình giao mới từ trong chuyện cũ, phục hồi lại tinh thần, cái gì vẻ mặt cô sững sờ này thế sốt cuộc cậu có nghe không đấy giai kỳ vẻ mặt ghét bò đẩy cánh tay cô ra ngồi trở lại chỗ ngồi của mình hận sắt không thành thép lặp đi lặp lại phỏng vấn độc quyền còn có cả lên kế hoạch cho chuyện sách báo này đấy giao rau cậu cùng người giành giải nhất tennis đầu tiên của trung quốc là trình cao thành là bạn cùng bàn tài nguyên tốt như vậy mà không tận dụng đúng là trời đất không dung tha rồi đấy nhưng mà tinh tinh Cô còn chưa kịp từ chối, âm thanh của hòm thư máy tính đột nhiên vang lên. Ánh mắt của cô liếc về phía bên phải, trái tim đột nhiên lắc lư một chút. Ờm, um, chính là cái đó, mình đã muốn hẹn. Thư này, anh ấy quay lại à? Nhanh thật nhỉ? Gia Kỳ nhìn sắc mặt cô biến đổi, liền biết tin nhắn đến từ chính Cao Thành. Vừa nói, cô vừa cầm một quyển tạp chí, đội lên đầu, nhè răng trợn mắt nhìn trình giao, sau đó lại biến thành gương mặt thấy chết không sờn và nói trong thư mình nói rằng mọi việc lần này đều là cậu tự mình ra tay anh ấy mới đáp ứng lần trước cậu lại có thể thuyết phục được anh ấy dành thời gian chụp ảnh trong trận đấu mình biết hai người có quan hệ không bình thường dù sao cũng là đề tài mà báo mình muốn đăng nếu cậu không đi là mình chết chắc đấy cô có thể từ chối bất cứ ai nhưng không thể từ chối bạn cùng phòng đại học của mình tiền sai kỳ trình giao nhắm mắt lại cảm giác có cơn gió thổi qua cánh đồng hoang vu trong lòng mình. Trình Cao Thành có tài năng khiến nhiều người hâm mộ, không chỉ tài năng thiên phú của anh là tuyệt vời, đến cả phong cách chơi bóng đơn giản ưu nhã của anh trên sân tennis cũng thể hiện sự mạnh mẽ hùng hồn, tự nhiên thành thạo. Dùng tay đánh lại, thế nhưng nhẹ nhàng như một con bướm bay trên bông hoa, chiến thắng một quả bóng, đẹp đến kinh ngạc. Trên sân, anh thậm chí còn im lặng hơn, cổ vũ như sóng thần, nhưng anh dường như đứng ngoài cuộc, với một cái nhìn bình tĩnh cúi đầu để sắp xếp vật Càng khó hơn là phong độ của anh ở ngoài sân, khiêm tốn, tao nhã, lịch sự. Nội dung gì hay cơ? Giọng nói của anh vang lên bên tai. Trình sao cả người chấn động, giống như người vợ bé, đột nhiên khép lại tờ báo của mình. Cô như một tên trộm ném những lời ngon ngọt của Giai Kỳ đối với anh lên chín tầng mây. Đó là tạp chí mẫu. Cô hoàng sợ, nhìn thẳng vào bàn tay của mình, Khuôn mặt của cô cố gắng giữ bình tĩnh, bình tĩnh lặp đi lặp lại. Tạp chí mẫu của anh. Trình Cao Thành ngồi xuống đối diện cô, nhân viên phục vụ cũng vừa vặn mang cà phê đặt lên bàn. Thay vì lấy tạp chí, anh lại quen thuộc đem tách cà phê đến trước mắt cô, thêm nguyên liệu và khuấy cẩn thận trước khi đẩy trở lại trước mặt cô. Hai gói sữa không đường, có đúng không? Anh ôn nhu nhìn cô giống như dòng nước suối nóng chảy qua vào mùa đông lạnh Cô lại không biết làm sao, dừng một chút, trực tiếp đưa tay kéo ly trước mặt anh đến uống một cái. Thật ra bây giờ em muốn chuyển sang uống cà phê đen cơ, quá nhiều đường, ngược lại uống không quen. Cô vừa nói vừa nhìn anh muốn xem rõ ánh mắt bình tĩnh kia, nhưng vừa chạm vào ánh mắt anh, không nhịn được mà đột nhiên chuyển hướng, quay sang một bên, đem lời nói hết. Con người sẽ thay đổi anh cao như vậy mặc dù là ngồi nhìn cô vẫn có cái loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống trình giao nói xong lại cúi đầu dùng thìa quấy cà phê trước mặt một lát sau ngón tay thon dài của anh đưa đến trước mặt cô bưng ly đường qua uống một ngộm rồi mới chậm rãi mở ra nhưng tôi không thay đổi trình cao thành làm sao có thể là con người anh ấy là một vị thần đúng không khi còn đi học đây là những gì các bạn cùng lớp thường nói về anh đặc biệt là vào thời điểm kết quả cuối cùng được liệt kê, tên của anh luôn luôn đứng ở vị trí đầu bảng, không thay đổi trong tất cả các năm. Vị trí số một trong tổng kỳ thi không chán sao? Võ Lâm đệ nhất đều gọi mình là độc cô cầu bại. Cô không có ý định học tập, luôn trầm mê với tiểu thuyết võ hiệp, đi học không nghe giảng, nhưng lại có rất nhiều cách trêu chọc anh. Độc cô cầu bại, hiệu là kiếm ma, được xem là nhân vật có võ công cao nhất trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, là thiên hạ vô địch. Anh nghe xong thì mỉm cười. cười. Tôi không thích thay đổi. Anh không thích thay đổi. Vì vậy khi giáo viên sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích vào năm thứ ba, anh ôm túi sách của mình trước sự chứng kiến của mọi người và đi thẳng đến hàng cuối cùng. Lúc đó mọi người ồ lên. Tiếp theo là một trận ồn ào. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không thể tin mà lớn tiếng kêu to tên của anh. Trình Cao Thành anh ngồi xuống chậm rãi rút bài kiểm tra ra khỏi túi của mình và đặt nó trên bàn sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt của giáo viên và nói nhẹ nhàng em không muốn đổi bạn cung bàn em không thích thay đổi đâu người đầu tiên đặc biệt nói đúng lý hợp tình ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm đào qua khuôn mặt của anh lại dừng lại trên người cô từ đó tin đồn về bọn họ cứ thế truyền đi một người cao cao tại thượng như vậy đối xử với cô lại vô cùng khoan dung thậm chí cam tâm tình nguyện đến mức làm cái bóng của cô cũng không sao cả. Tin tức trong khuôn viên trường được truyền đi rất nhanh chóng, câu chuyện ấm áp đầu tiên của người đứng đầu và đếm ngược tạo thành như thế chỉ trong nháy mắt. Nói là để cho cô phụ trách phỏng vấn Trình Cao Thành nhưng độ mê muội của Giai Kỳ sao có thể buông tha cho một cơ hội được tiếp xúc với thần tượng như vậy. Hơn nữa, Trình Giao vốn là phóng viên nhấp ảnh và vai trò lớn nhất là tiếp khách. Hôm nay họ hẹn gặp Trình Cao Thành tại quán cà phê, anh vừa đi tới từ xa, Giai Kỳ đã ôm lấy cánh tay Trình Giao, hô hấp không thông và hô to. Sao lại đẹp trai như vậy? Đẹp trai như vậy? Đẹp trai ở đâu? Trình Giao thật sự không cảm thấy có gì mà khoa trương như vậy. Trình Cao Thành đi tới gần, vẫn là quần đen giản dị, áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác thể thao màu đen. Anh là một vận động viên, trời sinh vóc người đẹp, một bộ quần áo bình thường, mặc trên người anh, nào có thể khó coi, Trình Giao dùng ánh mắt kén trọn nhìn anh hồi lâu, cũng nhìn không ra tật xấu gì. Trình Cao Thành đến gần trao hỏi Giai Kỳ, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Trình Giao, không chớp mắt. Ánh mắt yên tĩnh, lại nóng bỏng này, nhìn đến tai Trình Giao cũng phải nóng theo. Ba giây sau, dứt quát dơ máy ảnh lên chụp hai tấm. Khuôn mặt của cô vốn đã nhỏ, máy ảnh lại dơ lên, che hoàn toàn khuôn mặt mà anh đang suy nghĩ. Nửa phần đường sống cũng không chịu để lại cho anh. Trình Cao Thành dừng một chút, cư nhiên nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ cười rộ lên. Thấy vậy, Giai Kỳ hung hăng véo đùi Trình Giao bên cạnh một cái. Sau khi nhận được đôi mắt xem thường của Trình Giao, mới xác định tất cả đều không phải là mộng. Trình Giao không hiểu tennis, toàn bộ quá trình phỏng vấn, cô đều hôn bay ngoài trời. Chờ hồi tỉnh lại tinh thần, Giai Kỳ đang hỏi một ít câu hỏi bổ sung bắt quái vụn vặt. Cô mới nghiêm túc, lắng nghe một chút. Anh bắt đầu chơi, khi anh được 3 tuổi à? Ồ, sau đó là một tuyển thủ nghiệp dư ư? Vậy khi nào anh bắt đầu quyết định sự nghiệp tennis của mình? Anh dường như chưa bao giờ gặp phải vấn đề này, dừng lại một chút mới trả lời. Trước khai giảng đại học hai ngày, Giai là một fan hâm mộ kỳ cựu, cũng giật mình. Thời điểm này, rất đặc biệt đó. Đúng vậy, ngón trò của anh gõ vào tay vịn của ghế sofa, lặp lại câu trả lời. Đúng vậy. Sau khi nói xong, ánh mắt của anh đào qua trình giao, tâm trạng của trình dao như có một gợn sóng nổi lên, đào mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nghe Giai Kỳ hỏi. Tại sao? Tôi nghe nói điểm số của anh rất tốt, tiếp tục học đại học không tốt sao? Gia đình không phản đối à? Ừ, ánh mắt của anh lại không tự chủ được, nhìn qua sườn mặt trình giao, cuối cùng trở lại trên bàn ghi âm vẫn sáng đèn đỏ, do dự một chút mới nói. Học đại học là một lựa chọn thông thường, đột nhiên muốn từ bỏ, nhìn vào phong cảnh trên một con đường khác, vì vậy không mang tất cả mà lưu lĩnh làm điều đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chính Cao Thành mỉm cười, Giai Kỳ cấy ngây ngô, Trình Giao lại nói cái gì cũng không cười được. Thật vất vả, để chịu đựng cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc, anh đề nghị đưa họ về nhà. Giai Kỳ rất tự nhiên đồng ý, Trình Giao lại phải chịu đựng đi theo hai người. Tình huống lung túng trong một giờ, trên cùng một chiếc xe, sau khi Giai Kỳ xuống xe, không còn ai làm bầu không khí sôi động, trong xe lập tức im lặng. Trình Cao Thành lại không thích nghe nhạc. Khoang xe SUV rộng rãi đối với trình giao giống như một cái lồng kín. Dù sao cũng im lặng như vậy không phải là biện pháp. Trình giao thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, nghiêng đầu nhìn sơn mặt trình cao thành ra vẻ thoải mái nói giỡn. Cổ tay bị thương còn đến tham gia các bậc thầy thi đấu. Rất thích cảm giác danh chức vô địch à? Đèn đỏ ở ngã tư được sáng lên, chiếc xe dừng lại một cách ổn định. Anh im lặng một lúc và quay đầu nhìn cô. 13. Em biết tôi thích em không? Chỉ là muốn nói chuyện phiếm hai câu mà thôi, không ngờ anh lại có một câu hỏi như vậy, giọng điệu còn như thế nữa. Chính là rất mê người mà, hai cảm giác đối lập trong cô vô cùng nhộn nhạo, không khí bên trong xe đột nhiên trở nên mỏng manh hơn. Trình giao hít sâu một hơi, ngực vẫn cảm giác giàu dĩ, như thể là đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn không thể hút được dưỡng khí vậy. Xong rồi cô nghĩ, làm thế nào để tiếp đây nhỉ? Trình giao dừng một hồi lâu mới mơ mơ hồ hồ, ừ một tiếng khuôn mặt của anh trở nên vui vẻ, chỉ muốn tiếp tục nói điều gì đó. Nghe thấy tiếng còi xe phía sau, vì vậy anh thu lại đôi mắt của mình, xe một lần nữa chạy đi. Cô vô cùng khẩn trương, bàn tay đặt ở mép kế lái, giữ lớp bề mặt kế. Anh tiếp tục nghiêm trang nói, lần này tôi đã dành một năm để huấn luyện trong nước. 13. Tôi muốn cùng em yêu đương. Cái gì? Cậu không đáp ứng với anh ấy, mà nói để cậu suy nghĩ lại á? À? Cậu có gì để nghĩ hả? Chồng nhà mình mười điều toán năng, có điểm nào không thỏa mãn cậu nào, cậu nói cho mình xem nào. Giai kỳ sau khi biết tin tức này, quả thực rất bực mình, nhìn vẻ mặt của Trình Giao lại càng tức giận. Trình Giao không để ý tới cô ấy, liên tục ăn mì, cho đến khi nước dùng vắt lên không thể vớt được mới dừng lại nhìn cô ấy. Cậu làm được, thì cậu đi đi. Mình không có vấn đề, nhưng người anh ấy thích không phải mình mà. Giai kỳ nói xong, lại nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay Trình Giao. Cậu phải đồng ý đi, không thể để cho chồng của mình mới bắt đầu yêu đã thất tình được. Cổ tay của anh ấy vẫn còn bị thương, cần tinh thần, hàng ngàn người vợ như bọn mình vẫn còn mong đợi anh ấy đã giành được một quốc tế đấy. Giai kỳ nghĩ trên trời dưới đất này cô có nhiều tiền nhất, Trình Giao nghĩ đây là cái quái quỷ gì vậy. Kể cả ngày đó Trình Cao Thành nói cô cũng không biết lý do là gì. Anh nói, em hãy suy xét một chút, em từng đồng ý với tôi vài năm trước trước khi chúng ta cãi nhau. Em đã quên rồi sao, Cô đúng là thực sự đã quên. Về nhà nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc lâu mới hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Mặc dù họ đã ở bên nhau từ sơ trung đến cao trung, khi đó trong lớp cũng có bạn yêu nhau, nhưng thực sự đến bản thân mình vẫn có chút gương rẻ. Thêm vào đó, chính bản thân cô tính cách như một người con trai hay người chị cũng không rõ rốt cuộc là mình coi anh như anh em hay anh coi mình như chị gái. Tóm lại, nghĩ đến việc đột nhiên chuyển từ mối quan hệ anh em với anh thành mối quan hệ yêu đương. Cô không thấy thoải mái, như thể là mọi thứ trở nên kỳ quái. Cô tránh trái tránh phải, lớp giấy giữa anh và cô sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Cho đến khi ba anh bị điều động đi công tác, anh đã học lớp 12 được 3 tuần thì cùng ba mẹ sang Thụy Sĩ. Trái tim cô mơ hồ cảm thấy một chút thương vị, anh dường như thực sự đã rời khỏi mình rồi. Phòng cung phản xạ của cô vốn dĩ đã dài đến giận sôi người còn chiếc kịp thương tâm điện thoại xuyên đại dương của anh đã gọi tới cứ như vậy mỗi lần đều nói đông nói tây nửa năm qua cũng không nói một chút về nội dung thực sự mãi cho đến đêm trước của kỳ thi tuyển sinh đại học họ nói về việc đi học đại học anh đã nói một câu 13. Mình sẽ quay lại cậu đi học đại học có thể thì đừng yêu người khác được không anh luôn như vậy nói chuyện làm cho người ta không dễ tiếp nhận cho nên mới không có bạn bè, chỉ có thể chơi với một người có tính cách tùy tiện như cô. Cô đã suy nghĩ trong một thời gian dài sau đó và cuối cùng cô nắm ôm tâm trạng phức tạp và hỏi ngược lại: chờ đợi cậu vài năm cũng không phải là không được, nhưng cậu nghĩ có được không? Trình Giao Viễn, mình cảm thấy thành tích của mình không thể thi đỗ đại học. Chính là cậu. Dù sao, nói chung là mình cảm thấy chúng ta là hai con người của hai thế giới mà. Suy nghĩ của cô thực sự rất đơn giản, nhưng một người ở Trung Quốc, một người ở Thụy Sĩ, yêu xa không phải không quan trọng là tính cách. Sự gặp lại của hai người, tính cách và năng lực cũng khác nhau rất nhiều. Họ còn quá trẻ và không thể xác định được. Thiếu niên và thiếu nữ, tuổi mười mấy, có thể nghĩ về ngày mai ăn gì, ai có thể nghĩ về một đời được đây. Người nói vô tình, người nghe vào tâm, chính Cao Thành ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi sắc mặt, mơ hồ có chút tức giận và hỏi. Cái gì gọi là hai thế giới? Cậu có ở sao hỏa không đấy? Sao mình và cậu lại là hai thế giới được? Anh tức giận, cô cũng không phải là dễ chọc. Hai người bốc đồng ở cả hai đầu của điện thoại chiến tranh lạnh. Cuối cùng, bởi vì điện thoại xuyên đại dương có tín hiệu không ổn định, nhiễu trong từ tính, làm gián đoạn đường dây, sự gián đoạn này đến tận bây giờ. Trình giao thở dài, sau đó trả tiền, cùng Gia Kỳ từ quán mì đi ra, ngước mắt lên, nhìn thấy Trình Cao Thành đứng ở bên kia đường trình dao giật mình dài kỳ thì hét lên sau khi xác định cô đã nhìn thấy mình trình cao thành biến mất phía sau xe một chút khi đi ra thì cầm một bó hoa tươi đi về phía cô anh không biết anh là một người của công chúng sao mà còn đứng ở đây anh nhét hoa vào lòng cô nhưng cô chỉ nhíu mày và phàn nàn trình cao thành cũng không để ý những thứ đó chỉ là lúc này nhìn cô tức giận mới có bất an anh giơ tay lên dùng ngón cái sơ sơ lông mày mình sau đó trầm giọng giải thích tôi sẽ ra sân bay, ngồi trong xe thì sợ bỏ lỡ, không thể thấy em được. Trình giao còn chưa có phản ứng gì, ngược lại Giai Kỳ ưm một tiếng, chắp hai tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh. Sinh nhật của Trình Cao Thành là ngày 8 tháng 8, tròm sao sư tử, thế mà người trước mặt như một con chó săn nhỏ vậy. Giai Kỳ ở trong nhà Trình giao khoanh tay đi một vòng, ánh mắt di chuyển tới, đều là biển hoa, một lúc sau lại tấm tắc hai tiếng. Trông nhà mình đây là chuẩn bị dùng hoa tươi để trôn cất cậu à? Bây giờ, ngôi sao thể thao nổi tiếng, Trình Cao Thành có tiêu chuẩn là một ông chồng quốc dân. Trước kia, nghe Giai Kỳ gọi anh như vậy là Trình Giao còn chưa có cảm giác gì lớn, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút kỳ quái. Trình Giao nằm trên sofa, chăm mặc nửa ngày mới nói, có lẽ trong lòng anh ấy yêu đương, tương đương với tặng hoa đi đấy kể từ ngày cô nhận được báo hoa trên đường phố dường như bọn họ đã phá vỡ rào cản kia xác định mối quan hệ yêu đương trình cao thành ngay cả nắm tay cô còn chưa có quay đầu liền bị người đại diện kéo lên xe đi ra sân bay anh là một cầu thủ hàng đầu và là một ngôi sao thương nghiệp lần điều kiện này chính là trao đổi một năm phải nghe lời người đại diện ngoan ngoãn tham gia sự kiện thương nghiệp dù anh không thích làm nhưng vì người mình thích mà trình cao thành vui vẻ chịu đựng anh mỗi ngày đều đổi một thành phố, mà trong nhà cô mỗi ngày đều thêm một bó hoa. Thực ra, cô cũng không phải là không thích hoa, chỉ là chính Cao Thành đánh giá quá cao chung cư mini của cô. Một lần nữa, được gửi như thế này, sớm hay muộn, cô cũng bị hoa ăn luôn. Như dập khuôn từ sách giáo khoa tình yêu, tới rồi giai kỳ cũng biến thành oa oa, không nghĩ đến chồng nhà mình lại lãng mạn như vậy. Trình giao xoa xoa mi tâm, mất nửa ngày mới tiễn người phụ nữ si tình kia đi khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại ở phía bên này phía bên kia cửa thang máy mở ra một thân ảnh cao lớn đi ra là trình cao thành đèn trong sảnh thang máy bị hỏng ánh sáng mờ hơn bình thường anh chắc là vừa đi một sự kiện quan trọng nào đó trên người vẫn còn mặc tây trang xanh đậm ánh sáng mờ nhạt trên khuôn mặt anh như khác một bước chân dung sống động nhìn anh từ bóng tối ra trình rau cảm thấy có chút không chân thật dừng một lát mới nghe được anh thấp giọng hỏi cô 13. Trình Giao hít mắt lại, trong lòng như có dòng nước ngầm bắt đầu khởi động. Một lát sau mới dùng giọng điệu như thiếu nữ nhỏ mà hỏi. Sao anh vẫn còn gọi em là 13? Kỳ thực, ý của cô là kể từ khi cô đã nói muốn yêu đương, xưng hô trước không thể sửa lại được sao. Tuy rằng cô cũng cảm thấy sưng hô, bảo bảo, bảo bối, quá ngấy, nhưng đứng đắn mà kêu tên cô cũng tốt hơn so với 13. Ai ngờ, giây tiếp theo nghe anh kéo dài âm điệu bổ sung một câu ra Trình Giao giật mình một chút Nhịn nửa ngày vẫn không nhịn được Ở trước mặt anh cười ra tiếng <cười> Nhìn thấy Trình Cao Thành Với vẻ mặt không hiểu tại sao Một lúc sau anh mới giật mình Là bản thân mình hiểu sai ý Kỳ thật là thập tam gia Là tên mạng của Trình Giao Khi đó cô thích Kim Dung, Cổ Long Ở trường lại thích xuất đầu thay người khác Cho nên cô mới lấy cái tên vang dội Ở trên mạng như vậy mà dùng 13 hoàn toàn là bởi vì số thứ tự của cô là 13, mà gọi thập tam gia rất thuận miệng. Cô lại là chị đại, các bạn cùng lớp đều thích gọi cô như vậy. Từ khi còn nhỏ, cô đã không giống các cô gái khác, não hoạt động vô cùng lớn. Cuối cùng, bắt trình cao thành cũng gọi như vậy. Anh lần đầu kêu, xong rồi nhíu mày, ý anh là cái tên mạng quái quỷ gì, lại nhìn thấy cô có chút tức giận. Cuối cùng, miễn cưỡng mở miệng, gọi cô là 13. 13, 13, cái tên đó đã bị mất đi từ lâu, ba mẹ cô cũng bởi vì cô đi học đại học mà cả gia đình chuyển đến đây. Chỉ có anh dường như vẫn ở tại chỗ, kêu cô là 13. Cô mỉm cười không nhận ra anh từng bước đến gần hơn, khi người đến trước mặt, cô nhận ra điều gì đó không đúng. Chỉ là vừa mở miệng, môi anh đã rơi xuống, cô không phòng bị, đôi môi hơi mở ra, anh nặng nề mút lấy môi cô, đưa đầu lưỡi vào thăm dò. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, không nghĩ tới, lại dữ dội như vậy. Dường như lục phủ ngũ tạng đi lên lại rơi xuống, như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Sau đó anh buông cô ra, vẫn duy trì tư thế cuối người đối diện với cô. Nụ hôn qua đi, chỉ còn lại tiếng hít thở. Đôi mắt của anh rất lớn, con người cũng vậy, giờ phút này nhìn cô mà ướt át, thế nhưng đúng là có chút giống con chó nhỏ. Cô nghĩ thế, lại chố mắt nhìn lại anh, Biểu cảm bất thình lình của cô biến hóa khiến anh càng thêm hoảng hốt, đầu óc trống rỗng rất lâu rồi mới hỏi. Làm sao vậy? Đau. Cô che lại môi, phát ra một câu oán giận. Lúc Giai Kỳ gọi điện thoại tới thì Trình Giao đang đi dạo triển lãm. Cô nhận máy, đầu bên kia ngay cả câu chào hỏi cũng không có thì đã nói vào chuyện chính luôn. Giao giao, thay mình đi tham gia buổi họp báo lúc 3 giờ đi. Viêm ruột thừa của mình lại tái phát, phải đi truyền dịch rồi. Lúc đi phỏng vấn thì thuận tiện giúp mình hẹn thêm một bìa tạp chí giáo dục đặc biệt. Có được không? Kỳ trước muốn tìm anh ta làm mặt bìa, gửi email qua mà người ta đã hai dây từ chối rồi. Anh, anh... Ai da, điện thoại của mình sắp hết pin rồi. Cái câu ai mà tên tuổi lớn như vậy bên miệng trình giao còn chưa kịp hỏi thì bên kia đã tắt máy. Cô lắc đầu, cầm máy ảnh hướng lên phía sân khấu, nơi có nhóm hầu gái chân dài eo thon tùy tiện tách tách vài cái, thu túi rồi rời đi. Hôm nay là cuối tuần, Trình Giao bắt taxi đi ra không bao lâu đã bị kẹt trên cầu vượt CBD. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào, chiếu đến mức người ta không mở mắt được. Nghiêng đầu nhìn qua, chỉ có mặt sau của tòa nhà không ngừng phát ra quảng cáo rõ ràng trên màn hình LCD, lặp đi lặp lại cùng một đoạn video, cuối cùng dừng lại ở một con chó lông vàng xinh đẹp quen thuộc. Từ trung tâm triển lãm quốc tế đến khách sạn New World cũng chỉ cách đó nửa giờ, nhưng đã lái xe hơn một giờ. Trình giao xuống xe, lúc cúi người lấy đồ từ cửa sổ xe lại có cảm giác là đầu váng mắt hoa. Lại xoay người thì nhìn thấy anh, càng cảm thấy đầu óc choáng váng. Pass Trình cao thành một thân trang phục màu đen giản dị, chiếc kính màu lam, che quất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra lông máy xinh đẹp, đường cong hàm dưới cất cao căng chặt, phẳng phất như dao gọt anh đứng gần như vậy, lại cao to như vậy, thân hình lớn, hợp lại trong nháy mắt, che khuất tất cả ánh sáng. Thời tiết rõ ràng là rất ấm áp, phút chốc đột nhiên nhiệt độ giảm xuống, trang quảng cáo vừa rồi vô cùng trùng hợp với người trước mắt, cô nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngược lại, anh mở miệng gọi cô trước. 13. Bọn họ quen biết từ sớm, xa cách cũng vậy, cô không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy thanh âm của anh vẫn có thể nhấc lên gợn sóng trong lòng mình, cho nên phản ứng chậm chạp lại trì hoãn một giây. Thẳng đến khi anh theo thói quen nhíu mày một chút, cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Hắng giọng, lung túng mở miệng gọi tên anh. Chính Cao Thành. Cô hắn giọng, chẳng qua là bởi vì trột dạ, không nghĩ tới một giây sau, trong tay anh lại có thêm một chai nước. Đã mở nắp, đưa tới tay cô. Tự nhiên năm đó cô đại diện cho đội bóng của trường tham gia thi đấu bóng rổ trong thành phố chỉ có anh công khai ngồi bên cạnh huấn luyện viên xem trận đấu. Mỗi một trận đấu đều không bỏ lỡ, trong tay luôn cầm một chai nước khoáng cùng một chiếc khăn lông in hình con heo cho cô. Chỉ cần, trình giao theo bản năng nhìn nước khoáng trong tay anh một chút, nhưng anh lại giống như là hiểu được tâm ý của cô, mở miệng nói trước cô. Tôi chưa từng uống qua đâu nhá. Ô ô, cặp vợ chồng song trình hôn sán tiếp à? <laughs> Lúc đó tuổi còn trẻ, cô uống nhầm nước anh đã uống qua. Cảnh tượng các bạn cùng lớp, ôn ào âm âm đến gần, dường như vẫn còn ở bên tay. Nhưng cô không nghĩ tới, quay đi quay lại, trở về điểm xuất phát. Đều là chuyện quá khứ, cô dừng một giây, nhận lấy chai nước khoáng từ trong tay anh. Anh nắm chặt tay, cô cầm mà hoang loạn, càng làm càng say, rốt cuộc không thể tránh được đầu ngón tay anh. Trong nháy mắt chạm vào, cô chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như có một dòng điện chạy qua, vành tay cô đỏ bừng, cầm lấy chai, không để ý đến dáng vẻ mà ưng ực uống vài ngụm nước trước mặt anh. Cảm giác nóng bỏng trong lòng mới xem như tắt một chút. Trong khoảnh khắc, anh nhận chai nước khoáng từ tay cô, cô liền hỏi. Anh đến đây để tham dự thi đấu đại sứ thành phố à? Không ngờ anh ừ một tiếng, sau đó hỏi một đằng mà trả lời một nẻo. Em khỏe không? Ánh mắt của anh rõ ràng che giấu ở phía sau tròng kính màu sắc rực rỡ kia, lại tự hồ như có một loại ma lực nào đó đem ngụy trang của cô hoàn toàn nhìn thấu. Có cái gì đó ở trong lòng trình Sao âm âm sụp đổ rồi lại như từ mặt đất mọc lên. Trình Sao nắm chặt tay, thậm chí không trả lời được câu hỏi thăm đơn giản này của anh. Dường như thời gian đã trôi qua như một thế kỷ trước khi cô trả lời một cách khó khăn. Rất tốt, đặc biệt tốt mà mỗi cô hơi chua xót, cảm xúc tích lũy thời gian dài, không có chỗ phát tiết. Đầu ngón tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay mềm mại. Đây là hố lớn nhất mà Giai Kỳ đào cho cô 7 năm qua. Bên ngoài hố là bầu trời xanh và trái tim đen. Bên trong hố là trình cao thành. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này, ấy cha, mình không thể không nói một câu, tạo hóa thật sự là không công bằng mà. Cậu xem, Trình Cao Thành của chúng ta đã đánh giỏi tennis thì thôi, người còn lớn lên đẹp như vậy, rõ ràng là không cho người khác con đường sống. Đối diện với Trình sau, Giai Kỳ nhìn ảnh chụp của nhấp ảnh ra trong hòm thư lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cô nói xong, nhìn Trình Giao không hề phản ứng, lại xoay máy tính 180 độ đối diện với ánh mắt của cô. Màn hình của Apple Pro luôn rất tốt, Trình Giao biết nhưng điều đáng sợ là bức ảnh này quá rõ ràng, như đôi mắt kia nhìn chăm chăm vào cô. Chỉ là một tấm ảnh thôi, cô nhìn thấy lại có chút chói mắt. Trình Giao theo bản năng nhau mắt lại, người hơi nghiêng về phía sau, đẩy máy tính ra xa. Ảnh cốc còn chưa có Photoshop nha, cậu nói xem, bọn họ chơi tennis cả ngày đều phơi nắng dưới ánh mặt trời. Trình Cao Thành làm sao còn có thể duy trì loại da không lỗ chân lông này được nếu như anh ấy bán cuốn sách chăm sóc da, nhất định là bán chạy nhất rồi, tớ nói có đúng không sao sao? Giai Kỳ nịnh nọt hỏi. Về mặt bát quái của bạn tốt, cùng tâm sự muốn nói rõ ràng, có thể phân biệt được, trình giao đành phải gật đầu, lại có chút không yên lòng. Sau khi học trung học, tất cả mọi người đều gọi cô là trình giao, đôi lúc thì gọi là giao giao, chỉ có anh vẫn gọi cô là mười ba. Mười ba, cậu lại trễ nữa à? Theo sau mình đi, đừng có để giáo viên nhìn thấy. Mười ba, cậu lại cùng người khác đánh nhau. Mình có một miếng dán vết thương ở đây này. Mấy ba, học kỳ này mình dạy thêm cho cậu có được không? Cậu thấy đấy, nó rất đơn giản mà. Mấy ba, thật sự cô không biết, khi đó anh có cái nhìn khác với cô. Khi đó cô không xinh đẹp thì thôi, da vừa thô, tóc ngắn cao, tính khí mạnh mẽ, nhìn thấy ngoài khuôn viên trường có một tên côn đồ chặn nữ sinh xinh đẹp cùng lớp. Mặc kệ đối phương có biết bao người, cô cũng không dám bon chen vào giữa. ỉ vào mình học qua một chút taekwondo, liền thay người ra mặt. Có tế bào thể thao là tốt, nhưng lớp học văn hóa luôn luôn là lớp đội sổ. Chính sao biết rằng lý do để có thể vào được lớp A hoàn toàn là bởi vì năng khiếu thể thao của mình. Giáo viên cần một người có thể giành được nhiều quán quân trong đại hội thể thao để lớp A không đến mức mất mặt cho nên cô mới có cơ hội để ngồi bên cạnh Trình Cao Thành. Sau đó, bởi vì sự chủ động của mình, các bạn trong lớp đều chấp nhận mối quan hệ của họ. Nhắc tới hai người, bọn họ luôn gọi là song tình. Kỳ thật, cùng một họ chỉ là trùng hợp. Giữa bọn họ vốn không có bất kỳ liên quan gì, thậm chí ngay cả bối cảnh thân thể cùng tính cách. Cũng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, cho nên cậu có thể đi thay mình nói xem được không nào, nếu thật sự có cơ hội này, chúng ta sẽ phát đạt rồi. Cậu giúp mình đi, sao sao? Đại khái, khi kết thúc thi đấu thì anh ấy loại đoạt được quán quân, nhất định phải mời bạn cũ như cậu ăn cơm không phải sao? Cậu chỉ cần làm nghề tốt đi đến là được thôi. Giai Kỳ nắm lấy cổ tay cô, dùng sức lắc lắc hai cái, trình giao mới từ trong chuyện cũ phục hồi lại tinh thần. Cái gì? Về mặt cô sững sờ. Này, rốt cuộc cậu có nghe không? Giai Kỳ về mặt kết bảo, đẩy cánh tay cô ra ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, hận sắt không thành thép lặp đi lặp lại. Phỏng vấn độc quyền, còn có lên kế hoạch cho chuyện sách báo này. Giao giao, cậu cùng người giành giải nhất tennis đầu tiên của quốc gia, Trình Cao Thành, là bạn cùng bàn. Tài nguyên tốt như vậy mà không tận dụng, đúng là trời đất không dung tha rồi đấy. Nhưng mà... Tinh tinh, cô còn chưa kịp từ chối, âm thanh của hòm thư máy tính đột nhiên vang lên. Ánh mắt của cô liếc về phía dưới bên phải, trái tim đột nhiên lắc lư một chút. Ờ, chính là cái đó Mình đã muốn hẹn Thư này, anh ấy quay lại à? Nhanh thật nhỉ Giai Kỳ nhìn sắc mặt cô biến đổi liền biết tin nhắn đến từ Trình Cao Thành Vừa nói, cô vừa cầm một quyển tạp chí đội lên đầu Nhe răng trợn mắt nhìn trình giao Sau đó lại biến thành gương mặt Thấy chết không sờn và nói Trong thư mình nói rằng Mọi việc lần này đều là cậu tự mình ra tay Anh ấy mới đáp ứng Lần trước cậu lại có thể thuyết phục được anh ấy dành thời gian chụp ảnh trong trận đấu mình biết là hai người có quan hệ không bình thường dù sao cũng là đề tài báo mình muốn đăng nếu cậu không đi là mình chết chắc đấy cô có thể từ chối bất kỳ ai nhưng không thể từ chối bạn cùng phòng đại học của mình tiền giai kỳ trình giao nhắm mắt lại cảm giác có cơn gió thổi qua cánh đồng hoang vu trong lòng mình trình cao thành có tài năng khiến nhiều người hâm mộ không chỉ tài năng thiên phú của anh là tuyệt vời đến cả phong cách chơi bóng đơn giản ưu nhã của anh trên sân tennis cũng thể hiện sự mạnh mẽ, hùng hồn, tự nhiên, thành thạo. Dùng tay đánh lại, thế nhưng nhẹ nhàng như một con bướm bay trên bông hoa, chiến thắng một quả bóng, đẹp đến kinh ngạc. Trên sân, anh thậm chí còn im lặng hơn, cổ vũ như sóng thần, nhưng anh dường như đứng ngoài cuộc, với một cái nhìn bình tĩnh cúi đầu để sắp xếp vợt. Càng khó hơn là phong độ của anh ở ngoài sân, khiêm tốn, tao nhã, lịch sự. Nội dung gì hay cơ? giọng nói của anh vang lên bên tay. Trình sao cả người chấn động, giống như người vợ bé, đột nhiên khép lại tờ báo của mình. Cô như một tên trộm, ném những lời ngon ngọt của Giai Kỳ đối với anh lên chín tầng mây. Đó là tạp chí mẫu. Cô hoảng sợ, nhìn thẳng vào bàn tay của mình, khuôn mặt của cô cố gắng giữ bình tĩnh, bình tĩnh, lặp đi lặp lại. Tạp chí mẫu của anh. Trình Cao Thành ngồi xuống đối diện cô, nhân viên phục vụ cũng vừa vặn mang cà phê đặt lên bàn. Thay vì lấy tạp chí, anh lại quen thuộc đem tách cà phê đến trước mắt cô, thêm nguyên liệu và khuấy cẩn thận trước khi đẩy trở lại trước mặt cô. Hai gói sữa không đường có đúng không? Anh ôn nhu nhìn cô giống như dòng nước suối nóng chảy qua vào mùa đông lạnh. Cô lại không biết làm sao, dừng một chút, trực tiếp đưa tay kéo ly trước mặt anh đến uống một cái. Thật ra bây giờ em chuyển sang uống cà phê đen? Quá nhiều đường, ngược lại, uống không quen cô vừa nói vừa nhìn anh muốn xem rõ ánh mắt bình tĩnh kia nhưng vừa chạm vào ánh mắt anh không nhịn được mà đột nhiên chuyển hướng quay sang một bên và đem lời nói hết con người sẽ thay đổi mà anh cao như vậy mặc dù là ngồi nhìn cô vẫn có cảm giác là từ trên cao nhìn xuống trình giao nói xong lệnh cúi đầu dùng thìa quấy cà phê trước mặt một lát sau ngón tay thon dài của anh đưa đến trước mặt cô bưng ly đường qua uống một ngụm rồi mới chậm rãi mở ra nhưng tôi không thay đổi. Trình Cao Thành làm sao có thể là con người? Anh ấy là một vị thần đúng không? Khi còn đi học, đây là những gì các bạn cùng lớp thường nói về anh, đặc biệt là vào thời điểm kết quả cuối cùng được liệt kê. Tên của anh luôn luôn ở vị trí đầu bảng, không thay đổi trong tất cả các năm. Vị trí số 1 trong tổng kỳ thi, không chán sao? Cô không có ý định học tập, luôn chấm mê với tiểu thuyết võ hiệp, đi học không nghe giảng, nhưng lại rất có nhiều cách trêu chọc anh. Anh nghe xong thì mỉm cười. cười. Tôi không thích thay đổi. Anh không thích thay đổi, vì vậy khi giáo viên sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích vào năm thứ ba, anh ôm túi sách của mình trước sự chứng kiến của mọi người và đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng. Lúc đó, mọi người ồ lên, tiếp theo là một trận ồn ào. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không thể tin mà lớn tiếng kêu to tên của anh. Trình Cao Thành! Anh ngồi xuống, chậm rãi rút bài kiểm tra ra khỏi túi của mình và đặt nó trên bàn, sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt của giáo viên và nói nhẹ nhàng. Em không muốn đổi bạn cung bàn, em không thích thay đổi. Người đầu tiên đặc biệt nói đúng lý hợp tình, ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm đảo qua khuôn mặt của anh, lại dừng lại trên người cô. Từ đó tin đồn về bọn họ cứ thế truyền đi, một người cao cao tại thượng như vậy, đối xử với cô lại vô cùng khoan dung, thậm chí cam tâm tình nguyện đến mức làm cái bóng của cô cũng không sao cả. Tin tức trong khuôn viên trường được truyền đi rất nhanh chóng. Câu chuyện ấm áp đầu tiên của người đứng đầu và đếm ngược tạo thành như thế chỉ trong nháy mắt. Nói là để cho cô phụ trách phỏng vấn Trình Cao Thành, nhưng độ mê muội của giai kỳ sao có thể buông tha cho một cơ hội được tiếp xúc với thần tượng như vậy? Hơn nữa, Trình Giao vốn là phóng viên nhiếp ảnh và vai trò lớn nhất là tiếp khách. Hôm nay, họ hẹn gặp Trình Cao Thành tại quán cà phê. Anh vừa đi tới từ xa, gia Kỳ đã ôm lấy cánh tay Trình Giao, hô hấp không thông và hô to. Sao lại đẹp trai như vậy? Đẹp trai như vậy? Đẹp trai ở đâu? Trình Giao thật sự không cảm thấy có gì mà khoa trương như vậy. Trình Cao Thành đi tới gần, vẫn là quần đen giản dị, áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo thể thao màu đen, anh là một vận động viên, trời sinh vóc người đẹp, một bộ quần áo bình thường, mặc trên người anh, nào có thể khó coi. Trình Giao dùng ánh mắt kén trọn nhìn anh hồi lâu, cũng nhìn không ra tật xấu gì cả. Trình Cao Thành đến gần trao hỏi Giai Kỳ, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Trình Giao, không chớp mắt. Ánh mắt yên tĩnh lại nóng bỏng này, nhìn đến tay Trình Giao cũng phải nóng theo. Ba giây sau, dứt khoát, giơ máy ảnh lên chụp hai tấm. Khuôn mặt của cô vốn đã nhỏ, máy ảnh lại dơ lên che hoàn toàn khuôn mặt mà anh đang suy nghĩ nửa phần đường sống cũng không chịu để lại cho anh Trình Cao Thành dừng một chút cư nhiên là nhếch khóe miệng bất đắc dĩ cười rộ lên Thế vậy, Giai Kỳ hung hăng véo đùi Trình Giao bên cạnh một cái sau khi nhận được đôi mắt xem thường của Trình Giao mới xác định tất cả đều không phải là mộng Trình Giao không hiểu tennis Toàn bộ quá trình phỏng vấn, cô đều hôn bay ngoài trời. Chờ hồi lại tinh thần, Giai Kỳ đang hỏi một ít câu hỏi bổ sung bắt quái vụn vặt. Cô mới nghiêm túc, lắng nghe một chút. Anh bắt đầu chơi khi anh được 3 tuổi. Ồ, oh, sau đó là một tuyển thủ nghiệp sư. Vậy khi nào anh bắt đầu quyết định sự nghiệp tennis của mình? Anh dường như chưa bao giờ gặp phải vấn đề này. Dừng lại một chút mới trả lời. Trước khai giảng đại học 2 ngày, Giai Kỳ là một fan hâm mộ kỳ cựu, cũng giật mình. Thời điểm này, rất đặc biệt đúng vậy ngón trò của anh gõ vào tay vịn của ghế sofa lặp lại câu trả lời đúng vậy sau khi nói xong ánh mắt của anh đào qua trình giao tâm trạng của trình giao như có một gợn sóng nổi lên đào mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó nghe giai kỳ hỏi tại sao tôi nghe nói đến điểm số của anh rất tốt tiếp tục học đại học không tốt sao thế gia đình anh không phản đối à ừ Ánh mắt của anh lại không tự chủ được, nhìn qua sườn mặt trình Giao, cuối cùng trở lại trên bàn ghi âm, vẫn đèn sáng đỏ, do dự một chút mới nói. Học đại học là một lựa chọn thông thường, đột nhiên muốn từ bỏ, nhìn vào phong cảnh trên một con đường khác, vì vậy không mang tất cả mà lưu lĩnh làm điều đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Trình Cao Thành mỉm cười, dai kỳ cười ngây ngô, trình Giao lại nói cái gì cũng không cười được thật vất vả để chịu đựng cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc, anh đề nghị đưa họ về nhà. Sai Kỳ rất tự nhiên đồng ý, Trình Giao lại phải chịu đựng đi theo hai người. Tình huống lúng túng trong một giờ trên cùng một chiếc xe. Sau khi Sai Kỳ xuống xe, không còn ai làm bầu không khí sôi động. Trong xe lập tức im lặng, Trình Cao Thành lại không thích nghe nhạc. Khoang xe SUV rộng rãi, đối với Trình Giao cũng giống như một cái lồng kính dù sao cũng im lặng như vậy, không phải là biện pháp. Trình Giao thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, nghiêng đầu, nhìn sơn mặt Trình Cao Thành, ra vẻ thoải mái, nói giỡn. Cổ tay bị thương, còn đến tham gia các bậc thầy thi đấu. Rất thích cảm giác danh chức vô địch à? Đèn đỏ ở ngã tư được sáng lên, chiếc xe dừng lại một cách ổn định. Anh im lặng một lúc và quay đầu nhìn cô. 13. Em biết tôi thích em không? Chỉ là muốn nói chuyện phiếm hai câu mà thôi, không ngờ anh lại có một câu hỏi như vậy giọng điệu còn như vậy nữa. Chính là rất mê người mà. Hai cảm giác đối lập trong cô vô cùng nhộn nhạo, không khí bên trong xe đột nhiên trở nên mỏng manh hơn. Trình giao hít sâu một hơi, ngực vẫn cảm giác dầu dĩ, như thể là đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn không thể hút được sưỡng khí. Xong rồi cô nghĩ, làm thế nào để tiếp đây? Trình giao dừng một hồi lâu mới mơ mơ hồ hồ, ừ một tiếng. Khuôn mặt của anh trở nên vui vẻ, chỉ muốn tiếp tục nói điều gì đó, nghe thấy tiếng còi xe phía sau, vì vậy anh thu lại đôi mắt của mình. Xe một lần nữa chạy đi. Cô vô cùng khẩn trương, bàn tay đặt ở mép ghế lái, giữ lớp bề mặt ghế. Anh tiếp tục nghiêm trang nói, lần này tôi đã dành một năm để huấn luyện trong nước. 13. Tôi muốn cùng em yêu đương. Cái gì? Cậu không đáp ứng được với anh ấy, mà nói để cậu suy nghĩ lại á? À? Cậu có gì để nghĩ hả? Chồng nhà mình, 10 điều toán năng, có điểm nào mà không thỏa mãn cậu? Nói cho mình nghe xem nào. Gia Kỳ sau khi biết tin tức này quả thực là rất bực mình, nhìn vẻ mặt của Trình Giao lại càng tức giận. Trình Giao không để ý tới cô ấy, liên tục ăn mì cho đến khi nước dùng vớt lên không thể vớt được mới dừng lại nhìn cô ấy. Cậu làm được thì cậu đi đi. Mình không có vấn đề, nhưng người anh ấy thích không phải mình mà. Giai Kỳ nói xong, lại nước mắt lưng chồng, nắm lấy tay Trình Giao. Cậu phải đồng ý, không thể để cho chồng của mình mới bắt đầu yêu đã thất tình được. Cổ tay của anh ấy vẫn còn bị thương, cần tinh thần. Hàng vạn người vợ như bọn mình vẫn còn mong đợi anh ấy đã giành được một giải quốc tế đấy. Giai kỳ nghĩ, trên trời dưới đất này, cô có nhiều tiền nhất. Trình Giao nghĩ, đây là cái quỷ gì vậy? Kể cả ngày đó, Trịnh Cao Thành có nói, cô cũng không biết lý do là gì. Anh nói, em hãy suy xét một chút. Em từng đồng ý với tôi. Vài năm trước, trước khi chúng ta cãi nhau, Em đã quên rồi sao? Cô đúng là đã thực sự đã quên, về nhà nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại một lúc lâu mới hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Mặc dù họ đã bên nhau từ sơ trung đến cao trung, khi đó trong lớp cũng có bạn yêu nhau, nhưng thực sự đến bản thân mình vẫn có chút kiêng dè. Thêm vào đó, chính bản thân cô, tính cách như một người con trai hay người chị, cũng không rõ suốt cuộc là mình coi anh như anh em hay anh coi mình là chị gái. Tóm lại, nghĩ đến việc đột nhiên chuyển từ mối quan hệ anh em với anh thành mối quan hệ yêu đương, cô không thấy thoải mái, như thể là mọi thứ trở nên kỳ quái. Cô tránh trái, tránh phải, lớp giấy giữa anh và cô sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Cho đến khi ba anh bị điều động đi công tác. Anh đã học lớp 12 được 3 tuần thì cùng ba mẹ sang Thụy Sĩ. Trái tim cô mơ hồ, cảm thấy một chút hương vị. Anh dường như thực sự đã rời khỏi mình. Vòng cung phản xạ của cô vốn sĩ đã dài đến giận sôi người, còn chưa kịp thương tâm, điện thoại xuyên đại dương của anh ta đã gọi tới. Cứ như vậy, mỗi lần đều nói đông nói tây, nửa năm qua cũng không nói một chút về nội dung thực sự. Mãi cho đến đêm trước của kỳ thi tuyển sinh đại học, họ nói về việc đi học đại học, anh đã nói một câu. 13. Mình sẽ quay lại. Cậu đi học đại học, có thể đừng yêu người khác được không? anh luôn như vậy nói chuyện làm cho người ta không dễ tiếp nhận cho nên mới không có bạn bè chỉ có thể chơi với một người có tính cách tùy tiện như cô cô đã suy nghĩ trong một thời gian dài sau đó và cuối cùng cô ôm một tâm trạng phức tạp và hỏi ngược lại chờ đợi cậu vài năm cũng không phải là không được nhưng cậu nghĩ được không trình giao viễn mình cảm thấy thành tích của mình không thể thi đỗ đại học chính là cậu dù sao nói chung mình cảm thấy chúng ta là hai con người của hai thế giới Suy nghĩ của cô thực sự rất đơn giản, nhưng một người ở thành phố A, một người ở Thụy Sĩ, yêu xa không phải là không được, nhưng quan trọng là tính cách, sự gặp lại của hai người. Tính cách và năng lực cũng khác nhau rất nhiều, họ còn quá trẻ và không thể xác định được. Thiếu niên và thiếu nữ tuổi mấy mấy có thể nghĩ về ngày mai ăn gì, ai có thể nghĩ về một đời đâu. Người nói vô tình, Người nghe vào tâm, Trình Cao Thành ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi sắc mặt, mơ hồ, có chút tức giận hỏi. Cái gì gọi là hai thế giới? Cậu có ở sao hỏa không đấy? Sao mình và cậu lại là hai thế giới được? Anh tức giận, cô cũng không phải là dễ chọc, hai người bốc đồng ở cả hai đầu của điện thoại chiến tranh lạnh. Cuối cùng, bởi vì điện thoại xuyên đại dương có tín hiệu không ổn định, nhiễu trong từ tính, làm gián đoạn đường dây, sự gián đoạn này đến tận bây giờ trình giao thở dài sau đó trả tiền cùng giai kỳ từ quán mì đi ra ngước mắt lên nhìn thấy trình cao thành đứng ở bên kia đường trình giao giật mình giai kỳ thì hét lên sau khi xác định cô đã nhìn thấy mình trình cao thành biến mất phía sau xe một chút khi đi ra thì cầm một bó hoa tươi đi về phía cô anh không biết anh là một người của công chúng sao mà còn đứng ở đây anh nhét hoa vào lòng cô nhưng cô chỉ nhíu mày và phàn nàn Trình Cao Thành cũng không để ý những thứ đó, chỉ là lúc này nhìn cô tức giận mới có bất an. Anh sơ tay lên, dùng ngón cái sơ sơ lông mày mình, sau đó trầm giọng giải thích. Tôi sẽ ra sân bay, ngồi trong xe thì sợ bỏ lỡ, không thể thấy em được. Trình Giao còn chưa có phản ứng gì, ngược lại giai kỳ ưm một tiếng, chắp hai tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh. Sinh nhật của Trình Cao Thành là ngày 8 tháng 8, tròm sao sư tử, thế mà người trước mặt thì cứ như là một con chó răn nhỏ. Giai kỳ ở trong nhà trình giao khoanh tay đi một vòng, ánh mắt di chuyển tới đều là biển hoa, một lúc sau lại tấm tắc hai tiếng. Trong nhà mình, đây là chuẩn bị dùng hoa tươi để chôn cất cậu à? Bây giờ ngôi sao thể thao nổi tiếng Trình Cao Thành có tiêu chuẩn là một ông chồng quốc dân. Trước kia, nghe Giai Kỳ gọi anh như vậy là Trình Giao còn chưa có cảm giác gì lớn, nhưng bây giờ lại cảm thấy là có chút kỳ quái. Trình Giao nằm trên sofa trầm mặc nửa ngày mới nói Có lẽ trong lòng anh ấy yêu đương tương đương với tặng hoa đi đấy Kể từ ngày cô nhận được báo hoa trên đường phố dường như bọn họ đã phá vỡ rào cản kia xác định mối quan hệ yêu đương Chính Cao Thành ngay cả nắm tay cô còn chưa có quay đầu liền bị người đại diện kéo lên xe đi ra sân bay anh là một cầu thủ hàng đầu và là một ngôi sao thương nghiệp Lần điều kiện này chính là trao đổi một năm phải nghe lời người đại diện ngoan ngoãn tham gia sự kiện thương nghiệp. Dù anh không thích làm, nhưng vì người mình thích mà chính Cao Thành vui vẻ chịu đựng. Anh mỗi ngày đều đổi một thành phố mà trong nhà cô mỗi ngày thêm một bó hoa. Thật ra cô cũng không phải là không thích hoa, chỉ là chính Cao Thành đánh giá quá cao chung cư mini của cô. Một lần nữa được gửi như thế này, sớm hay muộn cô cũng bị hoa ăn luôn như dập khuôn từ sách giáo khoa tình yêu tới rồi giai kỳ cũng biến thành ủa wow, không nghĩ đến trong nhà mình lại lãng mạn như vậy trình giao xoa xoa mi tâm mất nửa ngày mới tiễn người phụ nữ si tình kia đi khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại ở phía bên này phía bên kia cửa thang máy mở ra một thân ảnh cao lớn đi ra đó là trình cao thành Đèn trong sảnh thang máy bị hỏng, ánh sáng mờ hơn bình thường. Anh chắc là vừa đi một sự kiện quan trọng nào đó. Trên người vẫn còn mặc tây trang xanh đậm. Ánh sáng mờ nhạt trên khuôn mặt anh như khắc một bức chân dung sống động. Nhìn anh từ bóng tối ra, Trình Giao cảm thấy có chút không chân thật. Dừng một lát mới nghe được anh thấp giọng gọi cô. Mới ba! Trình Giao hít mắt lại, trong lòng như có dòng nước ngầm bắt đầu khởi động. Một lát sau mới rung giọng như thiếu nữ nhỏ mà hỏi. Sao anh vẫn còn gọi em là 13? Kỳ thực, ý của cô là kể từ khi cô đã nói muốn yêu đương, xưng hô trước không thể sửa lại được sao. Tuy rằng cô cũng cảm thấy xưng hô, bào bảo bảo, bảo bối, quá ngấy, nhưng đứng đắn mà kêu tên cô thì cũng tốt hơn so với 13 mà. Anh ngờ dây tiếp theo nghe anh kéo dài âm điệu bổ sung một câu. Dạ, trình giao giật mình một chút, nhịn nửa ngày vẫn không nhịn được. Ở trước mặt anh cười ra tiếng ha ha, nhìn thấy Trình Cao Thành với vẻ mặt không hiểu tại sao, một lúc sau anh mới giật mình là bản thân mình hiểu sai ý. Kỳ thật là thập tam gia là tên trên mạng của Trình Giao. Khi đó cô thích Kim Dung, Cổ Long ở trong trường lại thích xuất đầu thay người khác cho nên cô mới lấy cái tên vang dội ở trên mạng như vậy. Mà dùng 13 ba hoàn toàn là bởi vì số thứ tự của cô là 13, ba mà gọi thập tam gia thì rất thuận miệng. Cô lại là chị đại, các bạn cùng lớp đều thích gọi cô như vậy từ khi còn nhỏ, cô đã không giống các cô gái khác, não hoạt động vô cùng lớn, cuối cùng bắt trình cao thành cũng gọi như vậy. Anh lần đầu kêu xong nhíu mày, ý anh là cái tên mạng quái quỷ gì, lại nhìn thấy giận, cuối cùng miễn cỡ mở miệng gọi cô là 13. 13, 13. Cái tên đó đã bị mất đi từ lâu, ba mẹ cô cũng bởi vì cô đi học đại học mà cả gia đình chuyển đến đây, chỉ có anh dường như vẫn ở tại chỗ kêu cô là 13. Cô mỉm cười không nhận ra anh bước đến gần hơn. Khi người đến trước mặt, cô nhận ra có điều gì đó không đúng. Chỉ là vừa mở miệng, môi anh đã rơi xuống. Cô không phòng bị, đôi môi hơi mở ra. Anh nặng nề, mút lấy môi cô, đưa đầu lưỡi vào thăm dò. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Không nghĩ tới lại dữ dội như vậy. Dường như lục phủ ngũ tạng đi lên lại rơi xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Sau đó, anh buông cô ra, vẫn duy trì tư thế cuối người đối diện với cô. Đụ hôn qua đi chỉ còn lại tiếng hít thở. Đôi mắt của anh rất lớn, con người cũng vậy. Giờ phút này nhìn cô mà ướt át. Thế nhưng đúng là có chút giống con chó nhỏ. Cô nghĩ thế, lại trố mắt ra nhìn lại anh. Biểu cảm bất thình lình của cô biến hóa khiến anh càng thêm hoảng hốt. Đầu óc trống rỗng rất lâu mới hỏi. Làm sao vậy? Đau. Cô che lại môi, phát ra một câu oán giận không sử dụng mạng xã hội, Trình Cao Thành giống như là người sống trong xã hội nguyên thủy. Nhưng cứ như vậy, chuyện yêu đương với cô vẫn bị bạo phát. Dù sao, cũng là ông chồng quốc dân, cậu làm truyền thông, không phải sớm nên chuẩn bị tâm lý à? Giai kỳ mở mạng xã hội cho Trình Giao xem. Trình Giao nhìn theo ngón tay cô là vị trí số một trong bảng xếp hạng đề tài. Chuẩn bị cái gì? Anh là anh chồng quốc dân cho những người khác. Nhưng đối với cô ấy, anh chẳng qua là một thiếu niên bán bên cạnh. Không phải tất cả những danh sách này đều được mua sao? Cô nhìn vào bức ảnh mà họ bị phát hiện, đầy dấu chấm hỏi. Đó là ở trong một nhà hàng bò bít tết, lúc bị chụp, anh đang đầy bò bít tết đã cắt, đến trước mặt cô. Ông kinh đối diện với anh, đôi mắt luôn bình tĩnh nhìn cô, tràn đầy sùng nịnh. Không nhìn ra nhá rau rau, nói chuyện yêu đương, tay đều thoái hóa, nữ hán tử ngày thường ở trước mặt người yêu, ngay cả bít tết cũng không cắt được à? Sai kỳ cười đầy ẩn ý, cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dài. <laughs> ánh mắt này, ấy ra, trông nhà mình, thật đúng là thích cậu rồi đấy. Trình giao nhìn tấm ảnh kia, trái tim thình thịch nhảy nhanh, chính mình cũng không biết nhịp tim đập mạnh cái gì, cuối cùng trực tiếp chụp lại điện thoại di động của Giai Kỳ, mặt khác tặng cho cô ấy ánh mắt xem thường. Ngày đó, thật ra cô chỉ phàn nàn một câu, đã lâu không ăn đồ Tây, quên tay trái làm cái gì tay phải làm cái gì Trình cao thành trực tiếp bảo bồi bàn đặt đĩa cô cô trước mặt mình cắt xong mới đưa cho cô xong rồi xong rồi giao giao đã có người đang bàn tán ảnh thời thơ ấu của các cậu rồi kìa giai kỳ ở bên kia hét lên trình giao không nhìn điện thoại mà đứng dậy đi lên cầu thang gọi điện thoại cho trình cao thành đằng kia rất nhanh đã bắt máy hỏi có chuyện gì vậy nghe ngữ điệu đó hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra bên ngoài đi học nghiêm túc Chơi bóng là chơi bóng, ngoại trừ Trình Giao, đúng là không có chuyện gì có thể đi vào trong lòng Trình Cao Thành. Bằng cách nào đó, một câu hỏi đơn giản như vậy đã làm cho trái tim bối rối của cô trong hôm nay phải bình tĩnh lại. Không có gì, chỉ là hỏi anh đang ở đâu thôi. Anh nhanh chóng báo vị trí, đột nhiên cười hỏi. Nhớ anh á, không đợi Trình Giao trả lời, anh lại nói tiếp. Buổi tối, anh đến đón em tan làm chứ? Cô bỏ qua câu trước đó, rất nhanh nói được. Đợi đến khi tan làm, cư dân mạng đã đem cô bàn tán lên tận trời. Nhưng trình giao cũng không có gì để đào. Nhiều lắm là thành tích học tập không tốt, cùng với lúc đi học, có chút giống lưu manh. Đến nỗi, tình cảm nam nữ ra sao cũng coi như là con trai. Tình sử trong sạch đến mức khiến người ta tức giận. Kỳ thực, nói cô là lưu manh cũng thật sự là oan uổng cho cô. Danh tiếng của cô khi còn bé ở trong trường hoàn toàn là tồn tại giống như hiệp khách. Khi đó, Trình Cao Thành tan học luôn đi cùng cô, sợ cô thành người khác, suốt đầu quá nhiều lần, sẽ bị người ta trả thù. Cô luôn nghĩ rằng anh sống theo một hướng với cô, chỉ nhà xa hơn nhà mình. Sau đó, đêm trước khi anh đến Thụy Sĩ, cô biết rằng hai nhà họ sống ở một nam một bắc, cách xa hơn một nửa thành phố. Anh cứ như vậy, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mà đi cùng cô lâu như vậy. Trình Giao nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy mũi chua xót, trong lòng lại ấm áp. Kiếp này, ngoại trừ ba mẹ, ông bà, đại khái cũng chỉ có anh cảm thấy cô cần được bảo vệ, là một cô gái nhỏ yếu đuối, là cô gái mạnh mẽ, đã dùng quá lâu. Nếu không phải anh xuất hiện trở lại, đúng là cô cho rằng mình là đàn ông mà. Trong một ngày, mối quan hệ bí mật của cô đã trở thành công khai. Thời điểm Trinh Cao Thành tới đón cô, cơ hồ kinh động cả tòa nhà báo, người người đi ra xem. Nhưng khi anh đứng bên ngoài chiếc xe đó, anh chỉ nhìn cô thôi. Bình thường, anh đã quen bị người ta chú ý, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chính sao nhìn bộ dạng yên bình của anh cũng không đề cập đến chuyện trên mạng với anh. Chỉ là đem ảnh chụp trên mạng, ảnh tốt nghiệp trung học cơ sở của bọn họ, lật ra cho anh xem. Khi đó, họ mới 15-16 tuổi, cả lớp và lãnh đạo có năm hàng, anh đứng ở đằng sau cô, mọi người đều nhìn vào ống kính, chỉ có anh là nhìn cô. Cô cảm thấy buồn cười trước mới hỏi, anh nói xem lúc ấy anh đang nghĩ gì, không nhìn vào ống kính mà nhìn vào đầu em làm gì. Trình Cao Thành cũng nhìn thoáng qua rồi lại nhìn đường, cách nửa ngày mới bí mật nói. Lúc đó anh đang tự hỏi vì sao ngay cả sợi tóc của em cũng đẹp như vậy. Trình Giao quả thực là không dám tin mình ở độ tuổi 24 đã được cầu hôn rồi. Bọn họ mới yêu nhau được có 3 tháng. Vào ngày sinh nhật của cô, anh đang đứng nghiêm trang trong phòng ăn với một chiếc nhẫn kim cương quỳ một cối và hỏi cô. 13. Em có thể gà cho anh không? Anh là một người của công chúng, nhưng trước mặt cô, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Khoảnh khắc quỳ xuống đất, trong lòng anh có ba phần chớ mong, bảy phần thấp thỏm, sợ cô sẽ cự tuyệt. Cô nhìn thấy sự hoảng sợ và bối rối trong mắt anh, giờ khóc giờ cười hỏi anh. Chúng ta mới yêu nhau ba tháng. Sao anh vội vàng như vậy? Anh không chịu trả lời cho đến khi cô đưa tay ra, cho phép anh đeo nhẫn lên tay mình. Không biết đó là đầu ngón tay của cô đang run hay là của anh anh cẩn thận đeo nhẫn cho cô lại cầm lấy hôn lên ngón áp út của cô một khắc lại nhìn về phía cô thế nhưng hốc mắt lại đỏ làm sao anh có thể không vội vàng đây cô không biết anh đã chờ đợi từ khi nào hình như là vào mùng một trước đêm khai giảng anh cùng một số bạn cùng lớp chơi bóng rổ trên sân bóng họ không biết đến từ lúc nào đứng một bên xem lúc anh truyền lại ánh mắt nhìn cô một cái không hiểu sao cơ thể đột nhiên đông cứng lại đang ngây người thì đồng đội truyền bóng lại, sượt qua mặt anh, đập vào đầu cô. Vào thời điểm đó, các cô gái bình thường chỉ có thể ôm đầu và la hết, nhưng cô lại giơ tay lên, lưu loát, nắm lấy quả bóng trong tay, động tác so với các chàng trai bình thường còn đẹp hơn. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn còn nhớ đôi mắt của cô nhau lại và mỉm cười dưới ánh mặt trời của sân vận động ở khuôn viên trường. Cuối cùng, đem bóng rồi trên tay xoay tròn, ngay sau đó ném lại vì vậy, một lần nữa, cô đã tham gia một cách ăn ý vào các hoạt động của bọn họ. Năm chàng trai và một cô gái nhanh chóng phát triển thành hai đội. Ba cặp đấu, anh là một nhóm với cô. Mặc dù đây là lần đầu tiên chơi với nhau nhưng bất ngờ ăn ý mười phần, anh không bao giờ biết rằng thể lực của một cô gái có thể tốt như vậy. Quả thực, tốt đến biến thái. Hơn nữa, khi sổ còn xinh đẹp như vậy. Sau đó bọn họ đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ bên ngoài khuôn viên trường. Vào thời điểm đó, cô đang chơi playoff của NBA. Cô nói chuyện với họ và nói về James, nói về Kobe Bryant, nói về Duncan. Cô giống như kho báu. Vào thời điểm đó, giống như anh ảo, như anh đang lặn sâu dưới biển và ngừng đầu lên thấy cô như là ánh sáng duy nhất. Sau đó cô vào lớp học của mình, quần jean, áo sơ mi trắng với mái tóc ngắn đen bóng, giống như là cô đang nhìn anh trong đám đông sau đó hào phóng đi qua và ngồi xuống bên cạnh anh một khắc ghi trong lòng trình cao thành chỉ có hai chữ viên mãn cô ở trong một đội bóng của trường học thường xuyên thi đấu đôi khi không thể nhìn thấy cô anh sẽ cảm thấy dầu dĩ vì vậy anh tìm huấn luyện viên tennis riêng cho mình đề nghị tăng gấp đôi đào tạo hoàn thành nhiệm vụ rồi đi vòng quanh nơi cô đang thi đấu khi đó trong lòng cô vẫn đơn giản chỉ xem anh là anh em trái tim anh đã sớm hoàn toàn lột xác một đường đi tới Mắt thấy sắp vào đại học, anh lại buộc phải đi theo ba mẹ mình sang Thụy Sĩ. Quyết định đó quá vội vàng, vội vàng đến nỗi anh không có cách nào để gặp cô cả. Mặt đối mặt, không nói nên lời, gọi điện thoại xuyên đại dương càng khó khăn hơn. Anh không biết đã tiêu bao nhiêu thẻ điện thoại khi anh nói chuyện với cô. Nói cô chờ mình trở về, ai biết cô lại nói họ là người của hai thế giới. Chỉ vì câu nói này, anh đã từ bỏ cơ hội vào đại học và bắt đầu sự nghiệp của mình sau khi nói chuyện với ba mẹ ba năm anh đã sử dụng ba năm để chứng minh bản thân giành giải quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của mình và sau đó trở về nước với tốc độ nhanh nhất và đến với cô nói cái gì là đại diện vinh quang giới thể thao tennis tích lũy tiền tài vô tận đối với anh mà nói đều không phải mà là có thể thông qua con đường này bằng tốc độ nhanh nhất trở lại bên người cô đêm tân hôn anh cảm thấy mỹ mãn cô lại ở trong ngực anh nhẹ giọng hỏi trình cao thành vì sao lại là em? Sau khi anh nghe xong, ông cô cười ngây ngô. Phải mất một lúc, anh mới nói. Anh không biết vì sao lại là em, nhưng anh chỉ biết khi gặp em, anh cùng với những người khác, sẽ không có khả năng. Đêm trăng một mảnh u mộng, xuân phong mười dặm nhu tình. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Lan Chi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn vào đăng ký kênh youtube Top Chuyện Hay để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo nhé.